Thời gian qua, thành phố Can Tum triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào, thi đua, cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân khu vực nông thôn. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố bố trí hơn 14 tỷ đồng xây dựng 54 tuyến đường giao thông nông thôn, bố trí hơn 36 tỷ đồng xây dựng 12 công trình giáo dục, từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 2021-2025, thành phố bố trí hơn 3 tỷ đồng triển khai đầu tư 9 tuyến đường, 4 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, 3 điểm trường và một công trình điện chiếu sáng. Ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân. Cùng với đó, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được quan tâm, đầu tư cải tạo, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn trên địa bàn thành phố được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tại 11 xã đạt 47 triệu đồng một năm.